Lịch sử nền Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ xây dựng một ngôi chùa ở một đỉnh điểm cao như thế, cao như hơn 3.000 mét, trong điều kiện núi non rất là hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhiều mưa, đổm cao, gió mạnh, băng giá. Cần phải nói là cái quá trình thi công cái phức hợp kiến trúc tâm linh này cần phải gọi là đúng là kỳ công.